Một vài tip để chúng ta có thể tự tin hơn mỗi ngày. Đầu tiên, đấy chính là học. Xấu không phải là một vấn đề lớn, nhưng mà thiếu hiểu biết là một vấn đề rất lớn. Nhất định phải học. Nó sẽ giúp nâng tầm chúng ta lên rất nhiều. Mọi phiền lo sang gió rồi sẽ hóa tan thành mây. Hóa cơn mưa về đây làm dòng nước cuốn trôi ra biển sâu. Bình minh lên rạng rỡ những nỗi buồn gọi lại phía xa thật xa chân. Thà như mình đi trên một con đường đầy sỏi đầy đá, mình rớm máu cũng được. Nhưng mà mình sao? Mình thích. Mình thích rằng là ok, đây là cái con đường mà tôi đi. Chứ không phải là vì một ai đó đã đi. Và tôi muốn xem là sau cái con đường đầy sỏi đá này nó là cái hố thiệt hay là biết đâu đó là một cái ao rất là mát mẻ, một cái đại dương mà chưa ai nhìn thấy. Nhất định tôi sẽ thay đổi và sẽ quay trở lại với một phiên bản khác. Mình tin là vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ có một người như ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc đời mình và cho mình biết tất cả thời gian chờ đợi của mình là quý giá. Hoặc cũng có thể anh ấy sẽ đến cùng cơn mưa, trên tay cầm chiếc ô, đến và che chở hết bão giông trong cuộc đời mình. Không phải là một bông hoa xinh đẹp đâu. Ngay cả khi không ai đánh giá cao, bạn vẫn phải như một bông hoa. Việc của hoa đâu phải là trở nên rực rỡ, mà là nở. Nở mày, nở mày. Tất cả đều là của riêng bạn. Sự xuất sắc của bạn không cần ai chứng minh. Chỉ như vậy thì bạn mới có thể cảm nhận được sâu sắc cuộc sống, cũng mới có thể có được thành tựu của chính mình. Cậu lấy con tôi rồi cậu làm cái gì cậu nuôi nó? Hãy để con trai bà bán bánh 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 mì. Lo cho em. Đừng lo gì. Mà lo về. Để con trai bà bán bánh 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 mì. Lo cho em. Đừng lo gì. Mà lo về. Chào mừng quý khách mang mã số 2005 đến với chuyến bay mang số hiệu 2023. Chuyến bay khởi hành từ lớp 12 và hạ cánh ở sân bay duy nhất mang tên Trường Đại học. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn, tắt các thiết bị gây sao nhãng. Chỗ ngồi của quý khách đã được chuẩn bị đủ sách vở, bút thước, đề luyện để sẵn sàng cho chuyến hành trình chinh phục vinh quang. Lưu ý rằng trong quá trình bay, máy bay dễ đi vào các vùng nguy hiểm như bão mất lốc, mưa điểm kém. Quý khách cần giữ bình tĩnh, tiếp tục học tập nghiêm túc để nhanh chóng vượt qua. Chúc quý khách có một chuyến bay may mắn, thành công, 2023 rực rỡ. Xin nhắc lại, chỉ ít phút nữa thôi, chuyến tàu thanh xuân của quý khách chỉ còn là ký ức.